Em xin giới thiệu cả nhà một con đồng hồ Casio Overland nha. Đó, có đèn tự động nữa nha. Size là 39 ngàn, pin năng lượng, lịch vạn niên và có báo thức luôn. Dạ, quang học trò rất là sáng nha. Có đèn tự động nữa nha. Đó, dây thép đúc. Ngoại hình của nó là cả nhà. Mặt là xanh rêu nha, xanh rêu luôn. Đó, hàm mặt hai lòng, có báo thức nè, on off nè. Có ngày và đêm nè, AM PM nè. Có nhận sóng nè, work ready nè, đèn led trên, đèn led dưới nè. Nhận sóng ở đây có nghĩa là dùng điện thoại giả lập sóng để nó tự cập nhật giờ được luôn nha. Đó, có báo thức luôn. Đó, hiện tại nó đang chạy giờ của Nhật luôn nè cả nhà. Mình đang là 10 giờ nè, 27 nè, nó là 12 giờ 27, chạy giờ của Nhật luôn. Không tin là nhìn nè, 10 giờ 27 nè. Đó. Size 39 ngang thì con này phù hợp anh em nào tay 14 đến 18 nha. Lịch vạn niên, pin năng lượng khỏe, nguyên hộp luôn. Đó, sản xuất tại Thái Lan nè cả nhà. Đó, lâu lâu mới có một con mặt xanh nha. Rồi em mời cả nhà nha.